C, bỏ chạy thôi. Sẽ là Racing Boy đi. Đây là một tình huống bỏ chạy đến từ Team VC đang bị sấy. Và đó là một tình huống sấy tốt. Thành công rồi. Và chắc chắn sẽ là mất người đến từ phía GEZ. Họ mất đi hai người trong tình huống này. Và sẽ là làm gì? Sẽ đấu tay đôi tại đây. Liên tục là refire. Nick Toxic đã có mạng của Pika. Phía bên này Aleo đang cố gắng nhảy ra. Aleo không nhảy ra được thành công. Mèo Ú sẽ lao vào và hơi bị lắc với cái góc quay một tí xíu. Nhưng Snake Toxic sẽ cùng với đồng đội của mình đẩy thẳng lên tìm xem còn có ai không. Mèo Ú Toxic đã có mạng của Aleo. Hai mạng của Gam Yellow đã bị vô địch đang cố gắng kê bắn tát nhẹ nhẹ. Hình như vô địch là khẩu SLR. Đúng là như vậy. Và lại một lần nữa, đây là không phải là ông vô địch mà là tích não to. Còn cả bốn thành viên đây đang là đội có lợi nhất ở cái vòng bo. Và có thêm cả Viking nữa, họ còn bốn người. Nhưng mà Viking có những người đang bị gục bởi vì họ bị gục mất hai người rồi. Đó là hai stack mà bên ông vô địch đã các thành viên đã gục từ trước. Đấy chỉ là vấn đề thời gian trôi thôi. Phía bên này thì Viking White đã bắt đầu bắn. Winchip đã bị gục, thay cả Double B cũng đã bị gục. Và còn một người nữa là Levit cũng không còn sống. Như vậy chúng ta còn hai team. Ít nhất lúc này tôi đang thấy là 4 đấu 2. Đúng, chỉ còn lại 2 thành viên phía của Viking White thôi. Chúng ta 4 thành viên phía của Viking White thì phải 3 thôi. Nhà Ú đang tìm cách đẩy lên. Cố gắng trả cái khoảng cách ra để hút lùng cái bo vào. Thì Fanta đang bắt đầu đẩy lên và GK đang ở ngoài bo. Hai thành viên tụ vào với nhau như thế này thì chắc chắn là sẽ nằm lại M24 bởi tích não to. Và tiếp theo là Lightning đang nằm thế này thì chắc chắn là chờ thôi, bởi vì các thành viên đối phương sẽ đẩy lên một pha đẩy tốt. Và đó là Chicken Dinner dành cho Redmi Fanta. Họ còn đủ cả bốn thành viên chiến tốt với nhau. Có 4 mà rồi không nghĩ là Redmi có được quá nhiều vị thế rồi. Và đã là một cái đầu rồi. Tuju đấy là Tuju. Thì còn vừa có một người bị nóc, đó chính xác là Tuju. Đây sẽ là một pha ném khói nhẹ nhẹ. Đang có một góc bắn rất đẹp và Mèo Ú Toxic đã ngồi xuống ở đây và đi ra đây. Xuân Cường cũng khói đã nằm xuống Xuân rồi. Xuân Cường bị Mèo Ú Toxic trong quả nết và đi luôn. Cố gắng cứu đồng đội không được. Và đó là double kill dành cho Mèo Ú Toxic với một quả nết chuẩn xác vào giữa hai thành viên đang bị nóc của đối phương. Đây là khu vực rất nhiều đồi núi và rất nhiều những cái cây để có thể ẩn thủ màu đồ. Vermal di chuyển trước để cao. Và đồng đội của anh ta đang đi ngay phía sau và đã vào được trong bò để tìm màu đồ thì họ đang bị bắn trả. Rất chắc thì phải pha đang tính nã tất cả lượng đàn mình vào những đội tuyển đang di chuyển vào trong bò. Chắc chắn thì vì họ đang ở trong góc bò không phải là quá là hẳn là tuyệt vời. Rồi, nhất bóng là đen đã nằm xuống rồi. Thì màu đồ vừa mất đi một người quan thì nó cũng mời được những cái cầu thủ đang bò vào bên hôm đang có hai người đang ôm bụng. Đó là Gatika. Wow. Đầu đối phương rất nhanh với cái tích não to. Thật là. Bắn tốt đến từ tích não to hay là M2 từ đục. Bây giờ thì Mèo Ú Toxic bắt đầu di chuyển ra gần phía người đồng đội của mình. Có quả khói đây, có quả cái xe để cho Mèo Ú liên tục di chuyển nữa. Có như biết. Và đó là Mèo Ú thành công đến Mèo Toxic với một viên sniper vào đầu đối phương. Nick ba chỉ còn lại một chuyển. Người mà thôi, chắc chắn là phải bỏ Nicky trong tình huống này. Tích chừng một điểm ở vùng đấy từ Mèo Ú Toxic, điểm thứ 5 cho anh ta trong tình huống này. Bước bò sau đó bò chạy mà thôi. Levis tình huống nóc thành công được tích não to đấy từ vị trí của Levis. Levis không báo thù được cho đội của mình thì phải. Như vậy là còn một người nữa thôi, các thành viên bên này tiếp. Và đó là mạng cuối cùng đến từ Snake Toxic. Tình người Zone nha. Thế Zone đang có được một lợi thế không phải là quá tệ cho những chỉ đứng của họ ở ngay trong bò mà thôi. Nhưng đang bị kẹp lại bởi Redmi Fanta. Ông vô địch bắn thấp hơn. Bắn nóc được một người đó chính là Rudo. Rudo đã bị gạt giò luôn một tí. Redmi Fanta vẫn còn cả bốn thành viên rất ghê gớm nha. Như vậy trong khi đó thì đến bên kia Nhật For New Begin đã bị knock out bởi đi cùng nhau. Toxic. Một tiếng sấy từ Rudo đến từ ô không được. Ronaldo đã phải knock out vì chỉ quân tích não to. Tích não to pick cho mình 2 điểm hạ gục trong tình huống này. Còn một người tắc ở đây và hình như là bị bắn ở đâu đó. Rất buồn và tiếp tục lộ vị trí trong tình huống này. Võ vô địch vẫn đang tác cho dùng SKS. Vòng bò khó chịu cho Double P. Double P đã bị phát hiện và chắc chắn là thông tin đưa ra từ phía Redmi Fanta là có chứ không phải là không. Và liệu rằng Double P có sống nổi qua top 2 không này đã bị hoa gục. Và Snake Toxic có điểm hoa gục của Double P. Team Divide dừng lại ở vị trí top 3 mà thôi. SGD vừa mất đi 1 người chỉ còn lại một người duy nhất sống sót thôi. Lượng máu rất muốn đẩy vào. Và gạt giò thì công viên sao mang nhiều sống sót. Cuối cùng 1v4 quá khó. Rất khó. Năm kèo double kill có dành cho Snake Toxic. Và tiếp tục lại là một top 1 nữa. Và Redmi Fanta tại Gam Open Tournament ngay thi đấu hôm nay. Thật Pika đang ở đây. Đấy là đụng độ trực tiếp giữa Pika cũng như tích đá to. Và đó thì có Pika nằm xuống. Pika bắt buộc 8 trong vòng cuối cùng này. Đang qua đây đây. Vô địch đã bị sốc. Và bên phía của Game On đẩy thẳng vào khu nhà của Redmi Fanta.
Đây là một pha mà Công Tôn Sức gần ngay trước mắt, nhưng mà xa tận chân trời. Người này bỏ chạy, bỏ chạy. Và đây là tình huống của bỏ chạy thành công với Công Tôn Sức hay không? Đã chạy thành công, tạm thời Tinh Hào To đang là người nằm xuống. À không, xin lỗi các bạn, đang là người nằm tôm. Như là đây, tôm mà nằm là top 2 là phía của Red Invite Star. Đây đâu, thành tích không tưởng. Đúng một cái khó mà Công Tôn Sức trốn tìm một con nhỏ. Pha này là pha rất khó, bây giờ tôm sẽ làm gì? Để 8 kill dành cho tôm. Đây là một chỉ số cực kỳ tuyệt vời. 8 kill trên tổng số 9 kill của Recyber. Đây là một chỉ số cực kỳ ổn đến từ tôm. Đang nhảy lên để có thể check. Bây giờ game over tiếp là hình như có 2 cái chuyện đứng trước bên phải. Bây giờ mà clear được thanh niên tôm này, mà game over tìm ra được mấy con check mới hay này. Nó còn 3 người, Sky đã khá cấp máu trong quả nét vừa rồi. Đến từ vị trí của tôm, quả nét trả là 1.8. Sky vẫn sống, Sky đã hồi máu thành công. Tôm đang bị chĩa ba hậu xuống vị trí của game over vào mình trong tình huống này. Và anh ta sẽ phải sống sót như thế nào đây? Đang cố gắng trả cho quả nết vào vị trí của Sky. Chưa thể làm lại được Sky sau những quả nết trước đó. Tình huống tóc thành quả nết từ Sky trên không. Và Sky là quá xa đội của mình. Snake thì đang khá bình bất động. Game home đang nghĩ làm tình huống 2 đấu 3. Bây giờ Snake Tôn Tích sẽ như thế nào? Một chỗ ba đang di chuyển. Một chỗ ba Sky đây. Đó là Sky đây. Mình được điều. Đó là Sky đây. Phải là Sky đây. Thành chủ được chia bên người phải xa. Không tin được đó là một tập không thường của Snake Tôn Tích. Không thể tin được quý vị khán giả, không thể tin được một nhân giả thực sự. Unbelievable. Làm thế nào mà có được một cú top 1 ảo diệu là như vậy để rất vui phải cả. Đó là một top 1 buồn cười nhất từ trước giờ mà được chứng kiến. Chúng tôi một nhân giả ngồi trong cái hõm và các thành viên.